kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2024. Xin đề nghị toàn thể chúng ta chuẩn bị chào cờ. Nghiêm mong chào cờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rất biết ơn quý vị ạ. Vâng, cờ lùi lại một chút, cờ lùi lại một chút. Vâng, kính thưa quý vị, hiện nay thành phố Tuyên Quang nổi lên một nhóm nhảy vô cùng đặc sắc. Đó chính là đoàn nhóm nhảy The Star HKT và Zumba Anh Đức. Đây là nhóm nhảy vừa qua đã biểu diễn tại show của Ưng Hoàng Quốc và một trong những bé nhí tài năng nhất của Tuyên Quang. Hôm nay sẽ cống hiến yêu tổ quốc Việt Nam với ca khúc Sắp Chưa Các Bé Ơi. Rồi, âm thanh ơi, xin cho một vòng Việt Nam.